Em chào các bác, hôm nay em có mấy cái cây, bốn cái cây địa lan. Bốn cái địa lan thì nó đây, như cái cây này nó dạng xổ số đi, cứ gọi nó xổ số cho dễ. Cái này thì nó là với cái lá này và cái củ này thì em nghĩ nó là cây mặc lễ đỏ. Chứ còn là cây mặc bình thường là nhà em không có, nhà em không có cây mặc bình thường, mặc xuân bình thường là em không có. Nó chỉ có những cây mặc xuân mà hoa đẹp hoặc là đột biến thôi thì là có. Thì hai cái cây này thì em nghĩ nó là cây mặc mặc lễ đỏ rồi. Cây mặc lễ đỏ em vẫn bán khoảng 500 nghìn thân đấy. Và một cái củ này em không biết nó là cái củ gì đấy, đại loại có thể nó là mặc gì đấy, nó là cái mặc gì đấy các bạn. Thì cái này thì em bán là xổ số các nhé, và xổ số cái này là 150 này, 150 nghìn ba cái mầm này đấy, là cái số 1. Cái số 2 thì nó là 350 nghìn. Cái này thì là có 5 cái gốc. Cái cây này thì em nhìn đến 90% là hoàng vũ rồi, lá nó ra dài này là khả năng 90% hoàng vũ đấy. Cái này 350 nghìn. Còn cái cây bên này là một cái cây khả năng là cây, cái này khả năng là phú quý kim long tọa. Còn cái cây này thì em không biết, cây Trung Quốc có nhá, nhìn lá biên. Cây này thì em bán là 200 nghìn, 200 nghìn. Cái này cây số 3. Và cây số 4 là 400 nghìn các bạn, ba thân đây. Xong rồi em quay sang cây kiếm các bạn nhé. Em quay sang bán mấy cái cây kiếm. Cái kiếm này là cây kiếm hồng hỉ, nó là một trong những cây cũng rất là hay, chơi rất là vui. Nó là dạng flat các bạn, có nghĩa là bông màu hồng cả bông. Cái này thì thân thủ nó cũng khá là nhỏ các bạn, thân thủ khá nhỏ, nó chỉ tầm khoảng 40 cm đây, với những cái cây này khoảng 30-40 cm các bạn. Đại loại nó là cây nhỏ dạng kiểu cây tuyết ngọc ấy, nhưng cây này lá nó mềm hơn một chút. Cái này thì em cũng trồng ở cạnh nhau, nhưng mà có ví dụ như cây này mặt lá rất vàng này, cái chậu này lá rất vàng, nhưng cây này mặt lá thì nó xanh hơn, vẫn là một bụi em tách ra. Thì cái này thì em bán là 100 nghìn thân các bác nhé. Các bác cứ lấy cây như nào thì ít thì em sẽ tách, còn nhiều thì em sẽ gửi. Ví dụ 3 năm thân thì là em sẽ gửi nguyên chậu. Nó có những cái chậu 3 năm thân, 5 thân các bạn, chứ 3 thân thì ít. Nhưng toàn 5 7 thân mới khá là nhiều. Đấy, cái chỗ này nó hơi nhiều. Các bạn thấy là em cứ bán 100 nghìn thân nhé. Bác nào có lấy mấy thân thì cứ nhắn em thì em sẽ tách cặp tơ em gửi các bác. Các bác nhá. Em sang cái bên này thì nó là cái cây kiếm Ngọc Minh Thư. Cái này thì nó là dạng dạng như kiểu cây ngọc diệp ấy, khá là nổi tiếng. Các bác, cây ngọc diệp nổi tiếng. Cái này nôm na nó là lưỡi tím và trụ nhụy trơn các bác nhé. Còn khi ra nắng nó lên đỏ như này, còn nếu mà không nắng thì nó sẽ chỉ là màu tím thôi các bạn. Cây Ngọc Minh Thư. Cái này thì nó cũng rất là hay. Cái này thân thủ thì nó to các bác. Thân thủ nó to. Đấy, ví dụ như cái cây này, cái này thì lá nó hơi vàng này. Cái này cơ bản là do em tách đợt rồi đâm mà nó lá nó vàng. Nó nhiều nắng các bạn, nó nhiều nắng thôi. Thì cây Ngọc Minh Thư này em bán là 500.000 thân nhé. Cái này thân thủ rất là to. Ví dụ như cái thân này. Đây, như cái cây này thì một cặp này em bán là 1 triệu các bác. Cây này rất là to. Cây này thì nó khoảng tầm độ 70 cm. Nó to như cây trắng cái bồ Thái Nguyên á. Cây này to như cây trắng cái bồ Thái Nguyên. Các bác xem vậy. Thì nó cũng thân thủ nó to. Thì các bác sưu tầm cái cây Ngọc Minh Thư này thì các bác liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Và mấy cây kia. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.